Đại sứ Vũ Hồng Nam vừa bị bắt tạm giam là ai? Theo thông tin chính thức từ mục tiểu sử đại sứ trên trang web Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thì ông Vũ Hồng Nam là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông sinh ngày 2 tháng 5 năm 1963, có bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế, nói được ba ngoại ngữ là tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Nhật. Ông có vợ và ba con. Quá trình công tác: 1988 đến 1990, chuyên viên vụ Liên Xô, Bộ Ngoại giao; 1990 đến 1998, chuyên viên Văn phòng Bộ Ngoại giao; 1998 đến 2001 bí thư thứ ba rồi bí thư thứ hai, tránh văn phòng đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, 2001 đến 2002, chuyên viên, tổ trưởng tổ tin A, văn phòng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 12 năm 2002, biệt phái công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng. Từ 2003 đến 2006, biệt phái công tác Văn phòng Chính phủ, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng từ tháng 7 năm 2003, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ 2006 đến 2007, phó vụ trưởng Trạch Văn Phòng Bộ Ngoại giao, từ 2007 đến 2011, tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia, từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 10 năm 2011, vụ trưởng phụ trách biên giới trên bộ, Ủy ban biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao, từ 2011 đến 2013, vụ trưởng thư ký bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được phong hàm đại sứ tháng 6 năm 2012, từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 1 năm 2014, vụ trưởng Trạch Văn Phòng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2014, trợ lý bộ trưởng, tránh văn phòng bộ, quyền chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tháng 8 đến tháng 9 năm 2014. Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 10 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản. Tối 22 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 người trong vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố. Họ gồm các bị can Vũ Hồng Nam, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Trử Xuân Dũng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phạm Bích Hằng, giám đốc công ty cổ phần Vinamichi. Theo Bộ Công an, ông Nam và ông Dũng bị điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Trước ông Nam, một nguyên thứ trưởng khác của Bộ ngoại giao là ông Tô Anh Dũng cũng bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ hồi giữa tháng 4. Trước đó chiều 21 tháng 12, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, cá nhân ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Cho tới cuối tháng 6 năm 2022, ông Nam vẫn còn xuất hiện trên báo chí nhà nước Việt Nam phát biểu về quan hệ Việt Nhật. Vụ chuyến bay giải cứu khởi phát hồi tháng 1 khi Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng Cục Lãnh sự và ba thuộc cấp về tội nhận hối lộ. Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố, bắt tạm giam 38 bị can về năm tội danh. Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ ngoại giao phối hợp với bộ ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương.